Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2021 sẽ có những nội dung chính như sau. Thể hiện tinh thần đoàn kết, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương tiếp tục có các hoạt động thăm hỏi, chia vui với tôn giáo bạn nhân dịp Giáng sinh. Vượt khó để rèn luyện và tu học nơi mảnh đất miền Trung nắng gió. Trong chuyên mục tiêu điểm, Phật giáo đồng hành cùng bà con miền Tây vượt khó giữa tâm dịch. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật từ các hoạt động chúc mừng lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Đồng Nai và Thừa Thiên Huế. Đây là hoạt động thường niên nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết tôn giáo, vốn cũng là phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp. Ngày hôm qua 22 tháng 12, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc nhân lễ Giáng sinh. Tại đây, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban trị sự đã gửi lời chúc Giám mục Joan Đỗ Văn Ngân, quý linh mục và bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Đáp lời, Giám mục Joan Đỗ Văn Ngân, Giám mục chính Tòa Giáo phận Xuân Lộc đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của đoàn và nguyện cầu sức khỏe, an lạc tới chư tôn đức Ban trị sự cùng đồng bào Phật tử các giới. Cùng ngày tại Tòa Tổng Giám mục Huế, Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế do Hòa thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban trị sự dẫn đầu đã thăm và chúc mừng nhân dịp Giáng sinh năm 2021. Thay mặt đoàn, Hòa thượng Thích Khế Trơn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp và tin tưởng Tổng Giám mục Quy Nguyễn Chí Linh, quý linh mục, bà con giáo dân sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tổng Giám mục Quy Nguyễn Chí Linh trân trọng cảm ơn, bày tỏ niềm vui về chuyến thăm đầy ý nghĩa của đoàn, đồng thời mong muốn đồng bào các tôn giáo sẽ cùng chung sức chung lòng xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Hôm qua ngày 22 tháng 12, phái đoàn các cơ quan ban ngành tỉnh Kon Tum do ông Nguyễn Ngọc Sâm, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thăm và trao đổi với các Phật sự cuối năm 2021. Ông Nguyễn Ngọc Sâm đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo tỉnh, chung sức cùng địa phương trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, ông vui mừng tán dương tinh thần của chư tăng ni Phật tử tỉnh nhà đã tích cực tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Đáp lời, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cảm ơn và chúc sức khỏe đến các thành viên trong phái đoàn. Đồng thời, chia sẻ về những khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, thực hiện những điều chỉnh tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt trở lại bình thường. Theo đó, chư tôn đức khẳng định Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục chung tay góp sức hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong dịch bệnh. Tiếp tục bản tin là các hoạt động Phật sự vừa diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Định. Sáng nay ngày 23 tháng 12 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phật giáo huyện Xuyên Mộc đã tổng kết năm 2021 và hoạch định phương hướng hoạt động cho năm 2022. Toàn huyện hiện có 54 tự viện với 116 tăng ni tu học, 11 đơn vị gia đình Phật tử với 1.765 huynh trưởng và đoàn sinh. Trong năm vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã huy động được gần 2,7 tỷ đồng cho công tác từ thiện xã hội và tiến hành nhiều đợt cứu trợ bà con gặp khó khăn. Trước đó, vào ngày 22 tháng 12 tại tỉnh Bình Định đã diễn ra Đại hội Phật giáo huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ qua, chư tăng ni Phật tử của huyện luôn duy trì tinh thần đoàn kết trong mọi hoạt động Phật sự, từng bước khắc phục những khó khăn, phát huy những thế mạnh, đóng góp hơn 2 tỷ đồng vào công tác từ thiện xã hội. Tại đại hội, toàn thể đại biểu thống nhất suy cử 21 ủy viên tham gia tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện. Nhiệm kỳ mới do Hòa thượng Thích Trúc Thọ tái đắc cử chức vụ trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phù Mỹ. Nằm ở phía bắc của miền Trung, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh có khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng thành lập khá muộn vào năm 2005. Thế nhưng, việc tu học của bà con nơi đây ngày càng tinh tấn. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị đến với ngôi chùa Phúc Linh ở huyện Thạch Hà và cùng trải nghiệm tinh thần tu học của Phật tử địa phương. Trời Hà Tĩnh mưa như chút nước.
gần 20 Phật tử huyện Thạch Hà vẫn vân tập đông đủ về chùa Phúc Linh để tu học. Thay vì hàng trăm Phật tử mỗi buổi như trước đây, chùa chia nhỏ thành từng nhóm để đảm bảo an toàn phòng dịch. Không quá khang trang như nhiều ngôi chùa khác, chánh điện chùa Phúc Linh lập mái tôn đơn sơ, nền gạch hoa đá. Trong không gian ấm cúng, tiếng tụng kinh cất lên đồng thanh từ những Phật tử thuần thành và cũng có cả những người mới. Thực ra thì cái duyên của tôi mới tham gia vào chùa thì cũng đứng mới được có nói ngắn gọn thì khoảng được 14 năm tháng đi. Và trong những cái buổi tụng kinh như thế này thì cái bài sám hối hồng trần á rất là hay. Mà tôi nhớ nhất là có mấy khổ thơ như thế này là vì tôi từng phải là tôi kiểu như cuộc đời tôi thấy như vậy thì khi tôi đọc đến những cái câu thơ này thì tự nhiên tôi thầm luôn là câu thơ này, bốn khổ thơ đâu là xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ ốm đau bình phục và kẻ nghèo hèn ấm no. Trong thời khóa tu học, Đại Đức Thích Trúc Giác, trụ trì chùa Phúc Linh, còn lồng ghép cả hoạt động thuyết giảng pháp. Nội dung giảng pháp phong phú, đa dạng, bao gồm Phật pháp ứng dụng và giáo lý căn bản. Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng bằng cái tâm, sự thôi thúc hoằng pháp nơi vùng Bắc Trung Bộ này, thầy luôn kiên trì và miệt mài. Bước đầu ở đây cực kỳ khó. Khó cái chỗ là chính quyền cũng chưa thuần mà dân cũng chưa thuần. Phần lớn là họ chưa có thói quen đi chùa. Thì bước đầu thì cái chùa ở dưới kia, nằm ở dưới góc kia thì nó nhỏ xíu à. Không thể chứa được sức chứa nhiều. Sau đó thì làm cái mái hiên ra thì nó cũng về cơ sở vật chất thì hoàn toàn là thiếu trầm trọng, hoang sơ mà chả có gì. Thì khi lúc mới về thầy nghĩ là rất là khó để cho mình hoàn pháp ở đấy. Sự tinh tấn và niềm tin tam bảo của Phật tử huyện Thạch Hà được đền đáp xứng đáng khi chính điện mới chùa Phúc Linh đang dần được hoàn thiện. Bà con lau dọn không gian tu học mới trong sự hân hoan, phấn khởi. Sinh con người thì tôi cảm thấy là phải có một cái tâm linh, cho nên tâm linh là về chùa. Về chùa đối với tôi là làm công quả cho tam bảo. Về thì có việc thì mình làm hộ trì vì tam bảo, vì quý thầy. Cảm thấy rất hoan hỷ và phấn chấn. Được cái động lực và tam bảo giá trị giáo hội cho hắn có cái năng nổ thêm hơn. 16 năm kể từ khi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thành lập, cũng là bằng ấy năm tất cả tự viện tại địa phương trăn trở đưa Phật pháp đến gần với bà con. Tinh thần tu học hăng say, sự kính tín tam bảo của người dân nơi đây chính là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực này. Nhận ơn thì sẽ tìm cách để trả ơn. Đây là lẽ thường tình trong cuộc sống. Anh Lê Huy, một người Phật tử ở Hà Nội, cũng làm theo lẽ thường này. Trong 9 năm qua, anh đã phát tâm làm nhiều việc thiện nguyện để trả ơn cuộc đời, vì chính bản thân anh đã được giúp đỡ trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Từ nhiều năm nay, người dân sống quanh đỉnh làng Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã quen thuộc với hình ảnh của một người đàn ông nhỏ thó, hiền hậu, đều đặn tuần hai buổi sáng tới đây để cùng các thành viên trong đội cháo từ thiện tử tế chuẩn bị cho các chuyến đi thiện nguyện. Lòng tốt, sự yêu thương và sẻ chia là sự khởi phát cho việc làm tử tế của mỗi con người. Nhưng với anh Lê Huy, điều này còn bắt nguồn từ một cái ơn sâu nặng mà anh đã từng được nhận khi còn ở trong bệnh viện để điều trị bạo bệnh trước kia. Khi mà tôi là một bệnh nhân ung thư máu, thì tôi lúc ra khỏi bệnh viện trải qua những khó khăn của người bệnh nhân thì tôi thấu hiểu với họ và tôi có mong một tâm nguyện là quay trở lại giúp đỡ họ như ngày xưa tôi đã được giúp đỡ. Tấm gương vượt lên nghịch cảnh và tâm nguyện của người Phật tử này đã nhanh chóng lan tỏa, truyền cảm hứng và đón nhận sự ủng hộ của nhiều người trong 9 năm qua. Và còn mừng hơn thế khi nhiều bạn đoàn viên thanh niên đã noi gương anh cùng góp sức với đội cháo từ thiện tử tế, thường xuyên tham gia vào các công việc có ích cho xã hội. Thì rất là nhiều năm nay thì đoàn phường Nhân Chính thì đều kết nối với cả đội cháo và đi những cái bệnh viện để phát cháo. Nhưng mà năm nay do tình hình dịch bệnh nên là đợt giãn cách vừa rồi thì đoàn thanh niên chúng em cũng phối hợp với cả đội cháo từ thiện cũng đi hỗ trợ các cái phần nhu yếu phẩm cho các gia đình khó khăn trên địa bàn. Hôm nay thay vì nấu những nồi cháo yêu thương để gửi tới người bệnh,
đội cháo tử tế lại tất bật chia sẻ hơn 100kg su su tới các hộ gia đình đang phải cách ly ở quận Thanh Xuân. Trong bối cảnh dịch bệnh, được tham gia vào công việc từ thiện, giúp đỡ cho bà con, khiến cho mỗi thành viên ai cũng hoan hỉ. Cái hoạt động này của chúng tôi thì được rất là nhiều mọi người tham gia, nhất là cả các cháu đang đi học hoặc đang đi làm. Vì là đây nó là một cái hoạt động mang cái tính là tự nguyện, nhưng mà nó mang về cái phẩm chất đạo đức của con người là lá lành đùm lá rách. Mong mỏi lớn nhất của anh Lê Huy và các thành viên trong đội lúc này là dịch bệnh sớm qua đi, để mọi người lại được nấu cháo nhiều hơn, gửi tới những bệnh nhân hay thực hiện những chuyến đi mang theo sự sẻ chia đến những người khó khăn hơn mình. Đúng như tâm nguyện ban đầu khi thành lập đội là cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương. Dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại tại đồng bằng sông Cửu Long từ nửa cuối tháng 10 năm 2021, khi hàng nghìn người lao động từ các địa bàn là điểm nóng dịch bệnh trở về quê. Đến tuần đầu tháng 11 năm 2021, không một địa phương nào trong số 13 tỉnh thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long là vùng xanh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực chung, tình hình dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Tây bước đầu có những chuyển biến tích cực. Chuyên mục tiêu điểm bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay sẽ giúp quý vị thấy được người dân nơi đây đang dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 như thế nào. Có thể thấy, sau khi triển khai thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ, việc đi lại, giao lưu trở nên thuận lợi nên người dân từ vùng dịch về quê ồ ạt. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều nguy cơ và trở thành điểm nóng của tâm dịch COVID-19. Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy, số ca mắc tại Cà Mau đã vượt qua mức 1.000 ca một ngày, chủ yếu là người trở về từ vùng dịch. Vì vậy, buộc tỉnh này điều trị cấp độ dịch, có 44 đơn vị ấp, khóm thuộc cấp độ 4, vùng đỏ. Để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị các trường hợp F0, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, tỉnh Cà Mau chỉ đạo tiến hành cấp thuốc ngay khi có kết quả test nhanh dương tính, không phải chờ kết quả PCR. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, phải đảm bảo có đầy đủ lượng thực phẩm cũng như thuốc uống. Vì phải tăng cường cái công tác là vận động là một, hai là khử khuẩn là đảm bảo, rồi cái vệ sinh môi trường, rồi trong vấn đề là thu gom rác thải nè, vậy là mình phải huy động là cái hệ thống chính trị mình tiếp tục đi từ ngõ gõ từ nhà, rà soát rồi là vận động người dân chấp hành để cố gắng là kèm lại được. Bên cạnh đó, ngoài những ca bệnh nặng cần điều trị tại bệnh viện thu dung thì các tỉnh như Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp đưa ra nhiều biện pháp an toàn, xem xét cách ly, điều trị hàng nghìn F0, F1 tại nhà và cấp thuốc, hướng dẫn đầy đủ các quy định điều trị. Tín hiệu tích cực là phần lớn những trường hợp này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau 5 đến 7 ngày điều trị. Tỷ lệ chuyển nặng thấp, có nơi chỉ 1 đến 2%. Đây là yếu tố quan trọng để giảm tỷ lệ tử vong và cũng là một giải pháp thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hiện tại thì thành phố thành lập 3 cái đội phản ứng nhanh. Cái đội thứ nhất là đặt tại trung tâm y tế thành phố. Đội thứ hai và đội thứ ba thì đặt tại các cái cơ sở thu dung và điều trị. Khi F0 điều trị tại nhà mà có vấn đề về sức khỏe thì lập tức là F0 đó cho cái trạm y tế lưu động hay hoặc là trạm y tế của các phường xã hay. Trên cơ sở đó các trạm y tế sẽ báo động đỏ và liên hệ với cái đội phản ứng nhanh này nè. Đội cấp cứu này sẽ xuống hỗ trợ và đem oxy xuống để hỗ trợ kịp thời cho người dân. Tính đến thời điểm này, mỗi ngày đồng bằng sông Cửu Long có đến hàng nghìn ca mắc. Vì vậy, chính phủ và các tỉnh thành đã nỗ lực rất nhiều để khống chế dịch. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, vận động người dân khai báo y tế, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, thực hiện quy định 5K và khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân. Đó chính là những tấm chắn hữu hiệu nhất bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mỗi người, của cộng đồng. Thì ngành y tế cũng như các ngành cũng đã cố gắng để làm sao để nâng cao cái khả năng cái sức miễn dịch của người dân bằng cách là tiêm vaccine. Tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý rằng là cái việc mà tiêm vaccine mà khi mà chúng ta có được một cái mũi vaccine hoặc là hai mũi vaccine thì chúng ta giảm cái nguy cơ mắc nặng cũng như là giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên vẫn còn cái khả năng mắc bệnh và vẫn còn cái khả năng lây nhiễm cho người khác. Với phương châm
không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính quyền các địa phương ở miền Tây cũng đã đẩy mạnh công tác dân vận với nhiều chương trình và mô hình phù hợp như phiên chợ không đồng, đường dây nóng gạo nghĩa tình, hũ gạo tình thương và chuyến xe yêu thương. Với sự góp sức của người dân, lực lượng cảnh sát đã đem yêu thương đến mọi nơi nhằm chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch, góp phần ổn định cuộc sống. Tạo cái điều kiện thuận lợi cũng như các cái phương tiện, chưng dụng các cái phương tiện của đơn vị để vận chuyển hàng hóa, lương thực, các cái nhu yếu phẩm đến các cái khu cách ly tập trung để tháo gỡ và cái phần nào khó khăn đối với bà con nhân dân. Tôi cũng rất là vui mừng, cũng cảm ơn nhà chính quyền nhà nước cũng như chính quyền địa phương đã tận tình giúp đỡ ở gia đình hộ nghèo chúng tôi. Bình hoàng tôi không làm nổi nhưng mà có tạm thời là hết số gạo này cũng được vài ba tháng, đó cũng là giữ trợ phần nào trong gia đình nữa. Chủ động tìm mọi cách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đó chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái, đáng quý, đáng trân trọng tại khu vực miền Tây nói riêng và khắp cả nước nói chung. Cùng với chính quyền địa phương và xã hội, Phật giáo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có nhiều việc làm thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, giúp giảm đi gánh nặng trong phòng chống dịch. Các tự viện được trưng dụng để làm nơi cách ly, điều trị COVID-19. Nhiều tăng ni, Phật tử tại các tự viện đi đầu thực hiện các hoạt động nghĩa tình, ủng hộ kinh phí, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh cho người dân cách ly. Chính điều này đã góp phần lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, sống tốt đời đẹp đạo mà Phật giáo địa phương đang từng ngày bồi đắp, vun vén. Từ đó khẳng định, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, chung tay, góp sức vượt qua giai đoạn khó khăn này. 7 giờ, khi trời vừa hửng sáng, Đại đức Thích Quang Phước, trụ trì chùa Giác Nguyên, thành phố Cần Thơ, đã cùng các Phật tử bắt đầu hành trình thiện nguyện. Gạo và thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 đã được chuẩn bị đầy đủ để gửi tặng cho các F0 đang cách ly và điều trị tại nhà. Điểm đến hôm nay của nhóm là những hộ gia đình phải cách ly vì COVID-19 tại huyện Cờ Đỏ. Đây là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, khiến cuộc sống người dân lại càng thêm khó khăn. Hôm nay chùa Giác Nguyên phối hợp với địa phương ba xã Trung An, Trung Hưng, Trung Thạnh để phát những cái phần quà cho mấy cái nhà hộ F0 á, với một phần quà với cái thuốc để cho bà con mình có cái tinh thần để mà vượt qua trong cái những ngày cách ly tại nhà vậy đó. Chẳng quản ngại đường xa, chẳng lo dịch bệnh phức tạp, đoàn rong ruổi trên khắp nẻo đường, từng con ngõ để đến tận nơi trao tận tay từng bao gạo, từng túi thuốc đến những hộ dân cách ly tại nhà. Có lẽ hơn lúc nào hết, giúp người lúc này là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của những người con Phật tại đây khi dịch bệnh ngày càng khó lường. Với cái tinh thần chung cả nước cũng như cái về cái đạo từ bi của nhà Phật vậy đó, mình đem cái cứu khổ, cái ban vui lại cho mọi người, cho chúng sanh, cho bà con mình có đủ cái niềm tin để có sức khỏe để mà lo cố gắng chung với chính quyền địa phương mà cách ly tại nhà để cho vượt qua những cái trong cái thời gian F0 mà ở yên một chỗ, đừng cho lây lan với mọi người xung quanh. Hôm nay chùa Giác Nguyên có đi phát ra những phần quà và thuốc cho bà con đang bị bệnh F0 cách ly tại nhà, thì em cảm thấy rất là vui khi mà được tham gia các hoạt động này, giúp cho bà con cảm thấy lạc quan hơn và có thể có thuốc để mà điều trị, để mà có sức khỏe tốt hơn trong cái mùa Covid này. Còn tại chùa Quan Âm Đông Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, mặc dù việc xây dựng mới hoàn thành giai đoạn 1 trước sự phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chùa đã gấp rút hoàn thiện và đưa khu tăng xá vào phục vụ cách ly điều trị bệnh nhân. Với quy mô trên 200 giường và được trang bị đầy đủ các thiết bị, vật tư y tế để hỗ trợ điều trị, từ khi đi vào hoạt động đến nay, chùa Quan Âm Đông Hải đã góp phần không nhỏ trong việc giảm tải áp lực cho ngành y tế. Những vị tăng ni hàng ngày tụng kinh niệm Phật, nay bất chấp nguy hiểm tham gia cùng lực lượng tuyến đầu, xả thân cứu người, giúp đời. Chủ yếu là bên chúng tôi phụ trách về hậu cần, còn nội dung chính yếu thì Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng sẽ phụ trách. Thì tôi và cùng với các đệ tử tại chùa Quan Âm Đông Hải nêu quyết tâm lớn, trở thành những người ở tuyến hậu cần để các bác sĩ chuyên trị COVID-19 của tỉnh Sóc Trăng
có thể an tâm làm Phật tốt nhiệm vụ thiêng liêng của mình, mang lại sức khỏe và sự bình an cho đồng bào Sóc Trăng. Không chỉ hỗ trợ điều trị, chùa còn chăm lo cuộc sống của cả bệnh nhân và lực lượng tuyến đầu. Hằng ngày, Chư Tăng Ni cùng tình nguyện viên nấu cơm miễn phí, tặng cho người bệnh, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho đội ngũ tuyến đầu để họ an tâm, thoải mái hơn cùng vượt qua đại dịch. May mắn thì anh là được đến đây được trải nghiệm cái cơ sở vật chất của chùa mới xây dựng rất là khang trang sạch sẽ. May mắn thì cả bác sĩ em và cả bệnh nhân nữa thì ở trong một cái môi trường nói chung là rất là tuyệt vời. Ngoài ra về cái vấn đề cơm nước thì nhà chùa cũng hỗ trợ rất là tuyệt vời, ăn rất là ngon và các bữa ăn đều rất là đầy đủ đúng giờ. Xin cảm ơn nhà chùa rất nhiều. Giờ đây, sau những tháng ngày điều trị, nhiều bệnh nhân đã khỏi bệnh, xuất viện trở về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, tình cảm, lòng biết ơn đối với sự vất vả của lực lượng tuyến đầu, sự quan tâm chăm sóc của Chư Tăng Ni, Phật tử tại chùa thì sẽ mãi ở lại. Chiến sĩ áo xanh rất là nhiệt tình, người ăn gì ở đây rất là sạch sẽ, ăn rất là ngon. Dạ, xin cảm ơn. Có thể nói rằng, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần san sẻ yêu thương đã thực sự lan tỏa trong các cơ sở Phật giáo tại các tỉnh miền Tây thời gian này. Tất cả việc làm trên của Chư Tăng Ni Phật tử không ngoài mục đích đồng hành cùng dân tộc vượt qua đại dịch, cùng chung tay góp sức hỗ trợ chính quyền và lực lượng tuyến đầu, san sẻ với đồng bào những lúc khó khăn và nguyện cầu cho dịch bệnh sớm đi qua. Chuyển sang các thông tin văn hóa. Vừa qua, phiên bản tiếng Anh của mô hình nhân vật trong nghệ thuật hát bội Việt Nam do Hiếu Văn Ngư và Trung tâm Di sản Văn hóa Phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương UNESCO hợp tác thực hiện đã chính thức có mặt trên X-Links, nền tảng thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Với sự nhiệt huyết và niềm đam mê nghệ thuật hát bội, các nghệ sĩ nhạc công của nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp để quảng bá loại hình nghệ thuật đặc biệt của Việt Nam đến khán giả quốc tế qua hình thức trực tuyến. Hiếu Văn Ngư hay còn gọi là Culturefish và Trung tâm Di sản Văn hóa Phi vật thể Châu Á-Thái Bình Dương Hàn Quốc đã chọn 15 kiểu nhân vật điển hình trong hát bội để giới thiệu và quảng bá bằng những hình ảnh, clip ghi hình sinh động kèm diễn giải về đặc điểm hóa trang, kỹ thuật, diễn xuất của các nhân vật. Thưa quý vị, mới đây, Giải thưởng Loa Thành lần thứ 33 năm 2021 đã có chủ nhân. Đáng chú ý, đồ án xuất sắc giành giải nhất được lấy cảm hứng từ Phật giáo. Đó là đồ án Trung tâm Thiền định Thiên Cấm Sơn của sinh viên Võ Hoàng Vinh, Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ đặc trưng địa hình đồi núi Thiên Cấm Sơn, đề cao mối liên hệ hữu cơ giữa con người, kiến trúc và môi trường xung quanh, chàng sinh viên trẻ Võ Hoàng Vinh đã nghĩ ra ý tưởng về một trung tâm thiền định mang tên Thiên Cấm Sơn. Công trình tọa lạc tại Thiên Cấm Sơn, An Giang. Đây sẽ là nơi giúp con người cởi bỏ hết mọi phiền não, kiến tạo thân tâm thanh tịnh. Việc xây dựng một trung tâm thiền định tại Thiên Cấm Sơn là cần thiết, góp phần vào sự phát triển văn hóa địa phương và nâng tầm du lịch quốc tế tại An Giang, đồng thời cải thiện cuộc sống về tinh thần, sức khỏe cho người dân địa phương nói riêng và khách du lịch nói chung. Còn tại Hà Giang, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền về các dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lần thứ hai Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình triển lãm ý nghĩa này. Triển lãm nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đấu tranh với các biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân tỉnh Hà Giang nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo nói riêng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Triển lãm có quy mô 200 khung tranh với 600 ảnh, 60 đầu sách, tạp chí, 20 phim tư liệu. Các hình ảnh, tư liệu được phân thành 4 khu. Sau khi kết thúc triển lãm,
Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao toàn bộ tư liệu để tỉnh Hà Giang tiếp tục công tác tuyên truyền tại các địa phương trong tỉnh. Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Phật tử, chùa Ngoạ Vân có vị trí đặc biệt quan trọng bởi nơi đây chính là điểm dừng chân cuối cùng trong quá trình tu hành của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trong phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay, kính mời quý vị cùng hành hương về Ngoạ Vân, chiêm ngưỡng nét kiến trúc vô cùng độc đáo nơi đây. Quần thể di tích am chùa Ngoạ Vân nằm trên núi cao Bảo Đài Sơn, ở phía tây dãy Yên Tử, cánh cung Đông Triều, ngày nay thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Am chùa Ngoạ Vân là thánh địa linh thiêng của Phật giáo Trúc Lâm, nơi Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hóa Phật. Ngoạ Vân là một trong 14 điểm di tích quan trọng thuộc khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Dự án phục chế tôn tạo am Ngoạ Vân cơ bản trung thành với cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Trước tiên đây là bảo tồn tối đa những cái di tích và hiện vật gốc ở nơi đây, nhưng lại phát huy được giá trị của di tích là thánh địa của Phật giáo Trúc Lâm để phục vụ cho mục tiêu lễ bái, tưởng niệm, hành hương, du lịch của Phật tử, tín đồ và du khách địa phương và thập phương. Ngoạ Vân được bố trí thành 3 lớp. Lớp cao nhất là am chùa Ngoạ Vân Thượng và khu tháp Phật Hoàng. Lớp thứ hai là chùa Ngoạ Vân Trung. Lớp thứ ba những di tích còn lại phía dưới chân núi. Tháng 12 năm 2020, chùa Thượng Am Ngoạ Vân được khởi công tu bổ. Phật Hoàng Tháp nằm ở giữa sân chùa Thượng, là nơi giữ xá lị của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chùa Ngoạ Vân Thượng, còn được gọi là chính điện, có kiến trúc chữ nhất, được khôi phục lại trên nền kiến trúc cũ vào năm 2000. Có diện tích 50m2, ba gian lập ngói, tường xây bằng đá. Còn Am Ngoạ Vân, nơi đặt tượng Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông với dáng nằm mô phỏng Phật nhập Niết Bàn, được xây bằng gạch, mái cuốn vòm. Ở cửa ra vào để ba chữ Ngoạ Vân Am. Ở lớp thứ hai, chùa Ngoạ Vân Trung nằm ở vị trí trung tâm và ở độ cao trung bình 588m đến 644m so với mực nước biển. Chùa được xây dựng theo lối kiến trúc chữ nhị, gồm hai tòa. Phía trước là tòa tiền đường, nơi đặt tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng đá ngọc bích đỏ. Phía sau là hậu đường, có kiến trúc ba gian hai trái. Trung tâm là ban Tam Bảo, hai bên là hai ban, Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát. Lần này tôi được đến Am Ngoạ Vân. Chùa Am Ngoạ Vân là lần thứ hai, và khi mà tôi đặt chân đến đây thì tôi cảm thấy một cái không khí rất là linh thiêng. Thấy là tỉnh Quảng Ninh cũng đã tu sửa chùa rất là đẹp. Và tôi đến đây thì với một cái mong muốn là cầu cho tất cả mọi người là được quốc thái dân an và toàn thế giới là vượt qua được cái đại dịch Covid này. Ngoạ Vân nghĩa là mây nằm, nơi đây quanh năm mây phủ, tạo nên khung cảnh mờ ảo, pha chút huyền bí. Hành hương vất vả, du khách đến am chùa Ngoạ Vân không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ của vùng núi non, mà còn hiểu thêm về quá trình tu hành của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cảm nhận trọn vẹn về đạo, về đời. Bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.